á thì là ngồi chưa được nổi 15 phút, mà ý là cứ ngồi xuống là viết được vài chữ, chắc được ba chữ thì bắt đầu là anh đứng lên xong là chạy vòng quanh nhà tăng động, xong lại còn nghịch, nhiều lúc là bảo quát không, ý là không không nghe, quấy khóc rồi là ngủ nghiếc các thứ, là tự nói một mình cái kiểu là vu vơ vậy, xong là khóc thét lên mẹ ơi cứu con với. Mình đưa bé đi đến bệnh viện đa khoa Cẩm Phả này, mới lại bệnh viện tư này, nhưng mà các bác sĩ kê các loại thuốc nhưng mà về cháu uống cũng không thấy đỡ. Tình cờ thì gặp một người bạn, thì là gặp chị mới bảo là chị ơi em, con nhà em cũng có tình trạng giống con nhà chị thử dùng thử xem là có hợp với con nhà chị không. Mình bắt đầu dùng sản phẩm Vương Não Khang là 1 đến 2, 3 hộp thì bắt đầu là bé biểu hiện là tốt hơn và ngủ sâu hơn, mà ý thức với gia đình nó gần gũi hơn. Xong là dần dần là bé uống trong 3 đến 6 tháng thì là bé tập trung học hành, tập trung hơn mà hiền hòa với cô giáo, gọi là chơi với bạn bè, là thấy cô giáo cũng bảo là độ này là cũng tốt hơn và tập trung trong trong lớp hơn mà không hay ngồi dậy như như trước nữa. Bé không thức đêm mà cũng không gào thét trong đêm nữa. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Não Khang giúp tăng cường khả năng học tập, tính tập trung và phản xạ cho trẻ, hỗ trợ tăng cường trí tuệ trẻ em. Vương Não Khang là sản phẩm duy nhất được nghiên cứu lâm sàng, chứng minh hiệu quả tại khoa tâm bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Y học thực hành số 959 tháng 4 năm 2015 của Bộ Y tế. Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tổng đài liên hệ 0987 126 085.